Mai mốt mà ông bà đòi đi bà phó hoài là tôi mệt lắm à. Từng lẽ nào cũng đòi đi bà phó, bà khoái quá rồi. Trong mấy bạn tôi là đòi đi bà phó là bà xã tôi khoái nhất đấy. Trời ơi, bà dữ dằn vậy ta. Bởi gì? Đẹp quá. Mình không biết, mình không biết. Cái này là sách mở rồi, đã thấy. Vậy nó không khoái, tưởng là quay mình cứ để vậy thôi. Dạy nó quay, nó về làm gì quay lại đẹp ơi đẹp. Trời xanh mây trắng. Tiếc là mình không có sale đi được 60 tuổi không quá ha. Dạ. 20 cây dừa nó em 80 nhiều quá. Sale đi 60 không. Là thiệt mình. Quá ô dạng luôn. Wow. Không cha. Chim đẹp quá. Sushi hao nè. Anh Chí còn nhớ là chị Chí nhớ là chỉ với bà xã tôi đi với bà phó đi bộ lại. Quên mất rồi mà chỉ nhớ. Chỉ nói với chị rồi mà mình tới Sushi House á. Dạ. Chỉ bà phó với tôi ba người đi bộ. Dạ. Yeah. Mấy ông đi xe. Xe. Vừa dồn lại cũng thấy xa quá chứ. Trẻ thì chạy khúc vậy không sao chứ. 80 thì chạy khúc vậy cũng thở ảo ảo rồi. Mình nhớ nhớ kỳ này đi vô bác sĩ cần nhận cái đầu gối nha. Cần nhận cái đầu gối, cần nhận gì cứ gì cần nhận. Cần nhận nếu mình lấy con mà. Đâu sao đi bộ được. Khi mà anh mất rồi là mới mất cái quyền đậu xe luôn à. Anh chết rồi là mới hết cả tàn tật đi chết luôn à. Trắng đẹp quá. Đó, đã mày nó đẹp nè. Đẹp quá, đẹp đâu đẹp quá vậy. Đó. Quá rất là đẹp. À, nhưng mà đi chơi thôi, nhưng mà lên phi trường kia làm giấy tờ rồi. Mai mình thoải mái phải không? Vô rồi. Chuyện gì người ta còn lóng cũng mình là xong hết. Cũng giống như cuộc sống thôi. Còn trẻ mình ráng làm việc. Người già khỏi có phải lo nghĩ gì nhiều quá trong cuộc sống. Nói chứ già trắng cũng chưa chắc được mấy người hơn mình phải không? Dạ. Có căn. Châu đó, người ta khổ, người ta cố gắng yên lặng, người ta làm lên. Chứ còn mấy người, nhiều người như sắc tộc, cái đen người ta làm cảnh khó khăn, người ta nổi giận, người chửi này kia. Cảnh sát kêu lại phản đối thì mới ra cái chuyện. Chứ ở Châu mà cảnh sát kêu lại thì thường đâu có cái lò cổ gì đâu, nên là đưa giấy tờ thôi. Tôi mấy lần bị cảnh sát kêu đâu quá. Đi giấy tờ ra nói ông lớn tuổi rồi thôi chịu khó. Kỳ tới đừng có làm ẩu gì nữa nghe, tôi không phạt ông kỳ này. Nhưng mà kỳ tới xin đừng có chạy gì nữa. Thì ta thấy mình cũng đàng hoàng đó. Tôi kêu 2-3 lần không có người nào phạt đó. Dạ thưa ông, hên quá. Thiệt sự mà
ta kêu mình biết là thôi. Yeah. Nhưng mà gây lộn nó cũng phạt, không gây lộn cũng phạt. Thôi gây làm gì cũng phạt. Nếu mà mình nghĩ người ta ok không đúng à. Yeah. Mình gây giống như đang thì nó sẽ nổi giận phải không? Sẽ sùng ra rồi bất mãn nó I'm sorry rồi cái chuyện vậy thôi. Cô đang có chuyện quan trọng quá tôi phải đi. Muốn bắt ký thì mình ký trả tiền. Nhưng mà thường thường mình lịch sự vậy đó. Nó ông đưa giấy tờ coi, ô ông gần 80 rồi thôi, tôi không phạt ông gì đây. Thì tới đi cẩn thận nha. Mình cảm ơn vậy thôi. Ba lần không phạt mà. Dạ. Thấy mình đàng hoàng á. Chứ còn mấy ông ra đây ông giận hỏi mày kêu cái gì được lỗi này kia thì gây lộn. Yeah. Gây lộn thì mình gây cảnh sát mình lỗ rồi phải không? Yeah. Đẹp quá. Có rồi. Điệt. Ở đâu mà được in hết một cái xứ gì vàng son vậy, mình giống như con nhà nghèo vậy nhỉ. Vô kia gia tài với điện chủ à. Yeah. Đẹp quá.
trường xưa mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở đây, bà mãi đâu này anh ơi, con đường anh đi đó, con đường anh theo đó, chắc qua bao lênh đênh bao cập gành, có làm héo hắt, có giật tắt mất nét tươi nhọn nụ cười. Này anh ơi, con đường anh đi đó, con đường anh theo đó, đúng đấy anh ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ. Ân tình xưa xin gửi anh một vài lời, được bình yên, được bình yên về cuối đời. Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, hồn có mơ xa. Người ơi, đường xa lắm con đường về làng, dìu mấy thuyền đò. Đó những đêm sao mờ, hồn ta mênh mông nghe sao vi vu. Người ơi, con nhớ mãi chưa nào, thời nào vàng bướm bên nào. Người ơi, con nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong dao. Còn đó tiếng không quay tơ, còn đó con diều vật vờ.